chọn sao mà cũng không 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 có thay bát được. Nhưng mà má hỏi thằng Nguyên, Nguyên con cô Ti ở Việt Nam, má hỏi là cháu có liên lạc được với Kim Tuấn không, cái nó nói được mà. Thì mới nói vẫn số phone cũ, má không gọi được thôi, má không gọi nữa. Rồi mà chú thì bây giờ ngồi xe lăn rồi, đâu có khổ ha, lại... mười mấy năm tù bắt nó làm cho mình liệt luôn hả? Liệt luôn, nó teo cơ rồi cái đó. Nó chú bảo cũng bị đau nhất đó. Rồi cũng lẩm cẩm thím bảo. Thím này không lẩm cẩm mà chú lẩm cẩm hả? Chú nhiều tuổi hơn thím ấy. Bảo là cái gì rồi à, đưa thuốc ra, thuốc một ngày để ra cho ông uống một ngày, ông vơ uống hết một lần. Uống hết một lần mẹ sư, tẩu hỏa nhập ma chứ còn à. Vì stroke, vì tẩu hỏa nhập ma chứ không phải nhớ nữa. Bây giờ cái gì cũng phải hết.